Xin chào tất cả các bạn, sau đây là những nguyên tắc mà tôi đọc được trong cái quyển sách Đắc Nhân Tâm. Đây là một cuốn sách hay nhất mọi thời đại, đưa bạn đến thành công. Và cuốn sách được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, nói về nghệ thuật ứng xử căn bản. Trong này nó có 3 nguyên tắc. Thứ nhất, không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Thứ hai, thành thật khen ngợi và biết ơn người khác. Thứ ba, gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm. Phần thứ hai, 6 cách tạo thiện cảm. Thứ nhất, thật lòng quan tâm đến người khác. Thứ hai, hãy mỉm cười. Thứ ba, hãy luôn nhớ rằng tên của một người là một âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ. Thứ bốn, biết lắng nghe và khuyến khích người khác nói về vấn đề của họ. Thứ năm, nói về điều người khác quan tâm. Thứ sáu, thật lòng làm cho người khác thấy rằng họ quan trọng. Phần thứ ba, tóm tắt những nguyên tắc nhằm đạt được sự sẵn lòng hợp tác của người khác. Và sau đây thì có những nguyên tắc sau. Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ nói rằng anh chị sai rồi. Nếu bạn sai, hãy nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận điều đó. Luôn bắt đầu mọi việc bằng một thái độ thân thiện. Hỏi những câu khiến người khác đáp vâng tức thì, để người khác cảm thấy họ là người làm chủ cuộc nói chuyện. Để người khác tin rằng họ chính là người đưa ra ý tưởng đầu tiên. Thành thật nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác, đồng cảm với mong muốn của người khác, khơi gợi sự cao thượng nơi người khác, biết trình bày vấn đề một cách sinh động, biết khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách. Phần thứ tư, tóm tắt những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả. Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành, gợi ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác, gợi ý thay vì ra lệnh, biết giữ thể diện cho người khác, thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù nhỏ nhất ở người khác, khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó, khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm, tôn vinh người khác làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và chúc tất cả các bạn thành công.